Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay Linh Kun sẽ dẫn mọi người đi thị tẩm khu vườn của nhà người yêu Linh Kun nha. Trời, bắt ngay được trái thăng long nè. Trái thăng long ở đây thì mọi người không thích ăn hay sao á? Chín hết cả cây luôn rồi mà không ai ăn. Giờ thì đến lượt Linh đi tẩm nè. Chuẩn bị 1, 2, 3. Ngọt, hơi bị ngọt luôn. Và tiếp theo là trái bơ. Rồi, thị tẩm cái luôn. Rồi, ok. Đang đi một đoạn thì gặp ông người yêu. Đó, người em đây nè. Rồi đi ra đây. Trời ơi, cái da mặt hơi xấu nha, đi theo tôi. Lấy chắc không nhớ người yêu kiểu gì hay sao á. Mà cái da mặt này, ôi dồi ôi, đen hui, lại còn nhiều mụn nữa. Được rồi, tôi sẽ dùng sữa rửa mặt này để cho bạn ấy hết mụn luôn. Trời, nhìn mặt ông quê chưa kìa. Thôi, tôi chỉ rửa thế thôi, vào rửa mặt nhanh. Vào nhanh 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 nhanh. Và sau khi rửa rửa mặt xong thì em sẽ bôi chì mụn cho ông ấy nhá. Căn bản là da nó bị đen quá và có nhiều mụn nữa thì lên em sẽ bôi hết cả mặt luôn. Thôi cố gắng chịu số mất mấy ngày nha anh người yêu ơi. Trời đẹp luôn nè. Rồi, mặt phê chưa? Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Rồi, chuẩn bị xong dậy đi chơi nào. Dậy, dậy đôi, dậy đôi, dậy đôi, dậy đôi. Dậy, 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 dậy. Rồi, không làm dậy luôn.